Xin chào bạn, nay mình giới thiệu bạn một số con bot Telegram. Con này là con Diafarm Protocol. Mình sẽ gắn link vào đây. Rồi, start này. Nó được đi trên coi Market Cap và coi cái cô này, các bạn có thể check nhé. Rồi, mình do ăn từ đó rồi. Được nhận 4 đồng EF Pro tương đương với 3 đô tham gia hai Telegram. Đây, bạn nhớ phải check nha, tôi khỏe robot nha, rồi không nó sẽ bị kích ra các bạn. Được rồi đấy, nó lại bị đơ, bị nát rồi. Bạn kích vào tôi khỏe robot nó sẽ chấp nhận bạn vào group. Mình kiểm tra lại nha. Rồi ok, bạn follow Twitter này và red team game của nó này. Rồi bạn quay lại em submit data. Rồi bạn đăng. Rồi em điền link Twitter nhé. Rồi VLC20. Rồi thế này bạn tham gia rồi bạn đăng. Mà bạn là làm Android rồi, những cái này bạn sẽ tham gia rồi. Follow cái này vào Red Team Game Top của nó. Follow thì follow rồi, chỉ cần mình Red Team cái bài game nào thôi. Đây bài này nhá. Rồi bạn ấn giết. Rồi ok, đây là link giao của bạn và kiểm tra trạng thái. Rồi này. Rồi nhá. Sẽ cần token. Tiếp tục một con thứ hai nhé, con Bob Acid. Acid mình sẽ dán link vào đây. Rồi start này, nhận được 420 đồng BAS tương đương 10 đô này. Có những nhiệm vụ ở đây bạn phải tham gia, soi group, soi Telegram. Follow Twitter, setting bài in. Rồi bạn quay lại bot nha, bạn ấn Project. Bạn tham gia hai này rồi bạn ấn đăng. Rồi đến in NT. Enter gì đây, follow cái này và lại điền tên nhỉ. Đây có một cái Twitter ở đây, thêm một cái Twitter tiếp. Rồi hai Twitter nhé và vẫn điền tên của bạn thôi, tên Twitter bạn nhé. Rồi này bạn đăng, cái này là cái Telegram, chắc là mình sẽ soi rồi, mình soi rồi bạn đăng. Rồi ôn ví nhé, hãy ấn ôn do ETH ví và ví meta hoặc là chớt nhé, bạn không được dùng ví sàn. Rồi thông tin được xây, đây là kiểm tra ví và link duyệt của bạn. Ok, tiếp tục con thứ ba, con Bword Bot. Start sẽ cấp chào nhé, tích vào đây, chọn hình ảnh cái nào là cái xe cái... rồi bạn submit quay bot check. Mình làm hơi nhanh nhé bạn, như vậy thôi à? Đã có một token BWL tương đương 8 đô đây. Ấn Red Face nhé, đây là link Red này. Ấn Withdraw này. Nó sẽ trả thẳng về VC tiếp bạn nhé. Rồi ok. Thế
Ok, nhóm xin tip. Phải tham gia nhóm để được trả tiền nhé. Đây bạn phải tham gia cái nhóm này nhé. Rồi ok, tham gia nhóm này này. Rồi, vậy là được đấy. Có thể mình kiểm tra xin tip luôn xem có gì không. Gì mà mỗi vậy đấy. Nó trả như hơi ít token ra. Để mình kiểm tra nhé. Ok của mình đã bị lag nhé, không kiểm tra được. Mình sẽ kiểm tra sau nhé. Con này là nó có vậy thôi và nó đây nó ghi rõ đây là sẽ là chỉ cần nhập tên người dùng của bạn. Nhập tên người dùng à? Tên gì ta? Nhập tên người dùng mình vào đây, mình cũng chưa biết đâu nhá. Thử xem. Ok nhá, có gì nó sẽ trả cho mình. Thôi, mình chưa chắc được con CCTV của mình. Còn mình nhập tên người dùng vào đây xem nào. À đây 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 đây. Bạn nhập tên người dùng của bạn vào đây nhá. Đó đó. Rồi tự nó sẽ trả về ví CCTV cho bạn rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn.